Pantanal là một trong những vùng đất ngập nước nhiệt tới lớn nhất trên thế giới. Đó là một nơi vô cùng khắc nghiệt, với lũ lụt nghiêm trọng và hạn hán tàn khốc. Những loài động vật sinh sống ở đây phải thích nghi với sự chuyển biến của vận mệnh. Bởi vì môi trường sống của chúng sẽ biến đổi liên tục, phụ thuộc vào chu kỳ mùa vụ vô cùng khắc nghiệt của xứ sở Pantanal. Pantanal là một trong những hồ chứa lớn nhất, cung cấp nước và dưỡng chất cho các loài động thực vật. Các nhà khoa học ước tính rằng đây là nơi cư ngụ của 80 loài động vật có vú. Sáu trăm năm mươi loài chim, 50 loài bò sát, 50 species of reptiles, và hơn 300 loài cá. Mật độ tập trung dày đặc của các loài động vật hoang dã nơi đây được tạo nên bởi chu kỳ mùa vụ đặc biệt của xứ sở này. Pantanal có nghĩa là đầm lầy hoặc đất ngập nước trong tiếng Bồ Đào Nha, nằm ở trung tâm của Nam Mỹ. Vùng đồng bằng trũng rộng lớn này kéo dài đến tận Bolivia và Paraguay. Chỉ riêng trên lãnh thổ Brazil, vùng đất này đã phủ rộng 140.000 km2, gấp 10 lần diện tích của vùng tự nhiên nhiệt đới ngập nước Everglades ở tiểu bang Florida của nước Mỹ. Đây là một nơi sẽ liên tục có những sự thay đổi chóng mặt trong suốt cả năm. Vào tháng 2 và tháng 3 là lúc cao điểm của mùa mưa, vùng đất này bị ngập tới 2 mét nước. 6 tháng sau đó, những vùng ngập nước dần biến mất và mặt đất trở nên khô cứng. Đó là một vòng tuần hoàn liên tục của mùa nước ngập và mùa đất khô cằn. Tất cả đã tạo nên trật tự của sự sống ở thế giới này. Nhà sinh vật học Juan-Fido Thomas đã dành cả cuộc đời của mình tại Pantanal. Lũ lụt đã tạo tác nên cảnh quan nơi đây và tạo ra một kiệt tác của nghệ thuật ghép hình. Những mảng vá hoang mạc nằm giữa thảo nguyên, mọi thứ được quyết định bởi yếu tố nước. Chính kết cấu địa chất ở Pantanal đã làm cho hệ sinh thái này có lý do để tồn tại. Vùng thung rộng lớn như lòng chảo được bao quanh bởi một loạt các dãy núi. Vào mùa mưa, Pantanal trông giống như một bát súp khổng lồ mà dần dần được ngập đầy bởi nước. Ngay cả khi vào mùa khô, cũng có một dòng chảy liên tục từ nhiều con sông bắt nguồn từ những vùng cao. Vì vậy, chính những dòng chảy đã tạo ra địa hình vùng đất ngập nước ở đây như thế này. Một vùng ngập nước này vô cùng bằng phẳng. Bạn có thể quan sát thấy rằng địa hình từ Bắc đến Nam có độ dốc về cơ bản nằm trong khoảng 1-2 cm trên mỗi km. Khu vực ở ngay đây vô cùng bằng phẳng. Pantanal đã sẵn lòng thu nạp tất cả số nước khổng lồ này, chứa đựng và gìn giữ chúng, rồi dần dần giải phóng ra. Bởi vì địa hình quá bằng phẳng và rộng lớn, nên thông thường phải mất tới 4 tháng để dòng nước có thể chảy thoát ra khỏi Pantanal. Những cơn mưa bắt đầu nổi lên ở phía Bắc vào khoảng tháng 11 và lại dần dần bơm nước đẩy vào những con sông. Hết yếu tố này đến yếu tố khác, dòng sông tức nước tràn bờ và nước lũ lan nhanh qua các vùng đất ẩm ướt lân cận. Đến trước tháng 3 thì toàn bộ Pantanal đều ngập trong bể nước này. Các loài động vật phân tán trên địa hình đất ngập nước nên rất khó có thể tìm thấy chúng. Nhưng vào giữa mùa hè thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Mực nước giảm xuống đáng kể và các loài động vật thì bắt buộc phải tập trung lại quanh những vũng nước còn sót lại. Bởi vì lúc này rất nóng, cực kỳ nóng. Nhà tự nhiên học đồng thời là nhà quay phim kỳ cựu, Kozichi Endimichius đang ở đây để quay phim về động vật hoang dã. Anh ấy đã nghiên cứu và quay phim về Pantanal trong hơn một thập kỷ nay. Ở đây có rất nhiều loài động vật, nhưng mà gần như là không có đường đi. Lái xe ở Pantanal lúc nào cũng là một chuyến phiêu lưu bất tận. Điều đó làm cho chuyến hành trình phải kéo dài thời gian hơn một chút. Nhưng đây là một khu cảnh quan vô cùng tươi đẹp. Một mùa khô đang diễn ra khá tốt đẹp ở Pantanal, và Christian đang hướng về phía cao nguyên trồng rừng nằm ở phía nam.
Dãy núi Seja Bodhokanda là một trong những dãy núi bao quanh đầm lầy này. Với độ cao nhô lên của các mô đất, chúng giữ được sự xanh tươi suốt quanh năm. Những ngọn đồi cổ xưa này phải đến hàng trăm triệu năm tuổi. Chúng chính là cửa ngõ ra vào khu vực phía nam của Pantanal. Trước kia từng là một phần của đáy biển thời cổ đại, những núi đồi đá khô phủ xanh mơn mởn này mang theo dáng vẻ bí ẩn và đầy thách thức bởi những hang động được tạc nên nhờ những dòng nước ngầm. Những dòng sông trong vắt. Nồng độ cao của đá vôi hòa tan trong nước tạo nên liên kết với các hạt trôi nổi trong nước, làm cho chúng nặng đến nỗi phải chìm xuống đáy, khiến cho vùng nước nơi đây thoáng và trong vắt đến 50 mét. Bởi vì ánh sáng mặt trời có thể dễ dàng chiếu xuyên qua làn nước trong trẻo này, góp phần tạo nên những thảm thực vật thủy sinh chủ phú, lần lượt nuôi dưỡng các loài cá nơi đây. Đây là loài cá Pisa butanga, chuyên gia hái trái cây trên những cành thấp. Đây là một nơi tuyệt vời để quay phim ở dưới nước, rất dễ dàng để quan sát các loài cá. Và cả những kẻ săn mồi cũng vậy, chẳng hạn như con rắn chăn vàng này. Những núi đồi Bodhokanda lỗ chỗ như tổ ong, với những hang động được điêu khắc bởi dòng nước thấm xuyên qua đá vôi, nhiều nơi vẫn chưa được khám phá. Đối với con cú này, cái hang trở thành nơi cứu tinh của nó, che chắn khỏi nhiệt độ và độ ẩm bên ngoài. Và bất cứ nơi đâu có hang hốc, thì đều có sự hiện diện của những con rơi. Sâu bên trong là một loài động vật kỳ lạ và trông khá hung dữ. Một con bọ cạp roi. Không giống như bọ cạp khác, ở chỗ nó bị thiếu mất một cái đuôi. Dài chân của nó chỉ dài khoảng 15 cm. Nó có 8 cái chân và chỉ sử dụng 6 cái cho mục đích di chuyển. Đôi chân phía trước được phát triển để trở thành vũ khí săn mồi trong bóng tối. Chúng được cấu thành từ nhiều đoạn nhỏ, tạo nên vẻ ngoài cuốn hút và sự linh hoạt như một cây roi da. Những cái chân roi da được tích hợp bởi các thụ thể cảm giác và hoạt động như antenna cảm biến trong môi trường ánh sáng yếu. Khoảng 1 đến 2 con dế mỗi tuần là tất cả những gì mà nó cần. Thị lực của chúng không được tốt lắm. Vì vậy, trừ khi những cái chân chạm vào và cảm giác được con mồi, còn không thì chúng sẽ không nhìn thấy gì cả. Những vết sẹo là di chứng còn lại từ sự xói mòn đã hình thành nên các hang động cũng hiện hiện rất rõ ràng trên bề mặt của những ngọn núi đồi. Góc nhìn tốt nhất là từ phía trên kia. Và đó là lý do mà Christian đang có mặt ở đây lúc này. Đây là nhiệm vụ bất khả thi. Và đó sẽ là một màn trình diễn vô cùng mạo hiểm của Flycam. Chúng tôi sẽ đi qua một thác nước, đi rèm theo các cạnh. Sau đó, theo dòng thác nước chảy xuống, rồi tiến vào hẻm núi bí ẩn. Nghe thì hay đấy, nhưng mà rất khó khăn. Nếu như chúng tôi có thể làm điều đó một cách chính xác, thì sẽ có một đoạn phim tuyệt vời. Kền kền đen đang bay trên những luồng không khí nóng khi giả soát thung lũng để đánh hơi những cái xác hôi thối. Flycam đang theo sát chúng, nhưng với việc bị một lực tấn công mạnh tương đương trọng lượng của một con kền kền như vậy, thì hơi quá sức đối với nó.
Flycam bị đạp lên, nhưng nó vẫn hoạt động. Ồ, nó vẫn ok, như vậy cũng tốt rồi, bởi vì chúng tôi sẽ sử dụng nó rất nhiều ở Pantanal. Nó vẫn hoạt động, nhưng chúng tôi đã mất chiếc camera. Nếu như ban nãy, chiếc camera đã ghi được toàn bộ cảnh quay ấy, thì mọi thứ cũng thật xứng đáng. Tháng 7 trôi qua, và tháng 8 đến. Khi mặt trời nung nóng mặt đất, mực nước trong hồ và sông tiếp tục suy giảm. Đoàn làm phim rời đi, bỏ lại những ngọn núi phía sau, và tiến về phía bắc. Trải dài từ Sejabodokwana là một loại cảnh quan khác, đó là một đồng bằng, một hệ sinh thái gần giống như thảo nguyên. Nó là một hỗn hợp của đồng cỏ và cây bụi nhỏ, với những cây cao chót vót. Cây Ipe là loài cây thiêng, biểu tượng của đồng cỏ Pantanal. Chúng có thể đạt chiều cao tới 50 mét và được nâng đỡ bởi một thân cây hẹp. Ipe là loài cây có lá rụng, chúng sẽ rụng hết lá trước khi nở ra những chùm hoa lớn. Những chùm hoa này thu hút rất nhiều giống loài đến đây, một số đến vì mật hoa thơm phức, một số khác thì đến để nếm thử những cánh hoa ngọt ngào. Nhưng chỉ trong vòng 1 hoặc 2 tuần, mọi thứ đã kết thúc. Có đến hơn 10.000 loài thực vật ở Cerrado, một vùng đồng cỏ rộng lớn bao quanh Pantanal. Gần một nửa số lượng giống loài ở đây đều không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Cerrado là nơi xuất thân và sinh sống của nhiều loài động vật và thực vật của Pantanal. Chỉ khoảng 50% vùng đồng cỏ Cerrado thuộc về lãnh thổ Brazil, vì hầu hết đã được chuyển đổi thành đất nông nghiệp. Cerrado đóng vai trò là một hệ sinh thái rất quan trọng ở Nam Mỹ. Nó có lẽ là thảo nguyên màu mỡ nhất hành tinh, đặc biệt là ở khu trung tâm Brazil. Sức khỏe sinh thái của Cerrado rất quan trọng đối với sự sống còn của Pantanal. Một điều có thể rút ra khi so sánh Cerrado ở vùng cao Brazil với vùng đất ngập nước Pantanal là tất cả các dòng sông tạo nên hình hài Pantanal thì đều bắt đầu ở cao nguyên. Vì vậy, mọi thứ xảy ra trong cao nguyên này sẽ ảnh hưởng đến Pantanal. Bởi vì 80% diện tích của Pantanal bị ngập trong nửa năm, nên vùng đất này vẫn chủ yếu là hoang dã. Ở đây có rất ít con người, ít khai khẩn và cũng rất ít đường xá. Bây giờ chúng tôi hoàn toàn ra khỏi đường. Christian đang trên đường đến Rio Negro, dòng sông đen, là một tụ điểm cho động vật hoang dã. Nhưng sau mỗi mùa lũ, lại xuất hiện một cảnh quan thiên nhiên mới. Thế lực của nước lũ đã thay đổi mọi thứ, bao gồm cả con đường năm ngoái. Thật khó khăn trong việc xác định phương hướng ở đây. Chúng ta không có nhiều đường đi. Chúng ta phải đi qua tất cả các khu đất trang trại này. Và đi qua rất nhiều cổng. Hầu hết đất ở Pantanal đều thuộc sở hữu tư nhân. Những người chủ trại chăn nuôi gia súc định cư ở đây khoảng 200 năm trước. Giao Celestino Ramos là một chủ trang trại gia súc. Trang trại kinh doanh gia súc của anh rộng lên đến hơn 10.000 ha. Khoảng 95% Pantanal thuộc sở hữu tư nhân. Khu vực này có nền kinh tế chăn nuôi rất năng động. Tôi nghĩ rằng đó là một trong những quần xã được bảo tồn tốt nhất ở Brazil. Khi nó thuộc sở hữu tư nhân, thì mọi người tự có trách nhiệm chăm lo cho phần của mình. Chăn nuôi trang trại ở vùng đất Pantanal luôn đi kèm với những thách thức riêng của nơi đây. Những kẻ săn mồi, như báo đốm, xem gia súc như là những bữa ăn béo bở, tổn thất trung bình do báo đốm, rắn và các động vật khác ước tính bằng khoảng 20% sản lượng chăn nuôi.
Tại trang trại này, chúng tôi mất từ 100 đến 150 con gia súc mỗi năm. Anh ấy đang cố gắng quản lý trang trại của mình để giảm thiểu tối đa những tổn thất, nhưng vẫn cho phép những kẻ săn mồi cùng tồn tại song song với đàn gia súc. Điều phối và giám sát đàn gia súc của mình là một công việc vất vả, chiếm toàn bộ thời gian của anh. Loài ngựa Pantanal là một loài động vật rất cần thiết và hữu dụng ở đây. Nó là một con ngựa có các chi trước rất khỏe mạnh và các chi sau mảnh mai hơn. Nó cần tứ chi thật khỏe để có thể đi lại trong đầm lầy. Vào mùa lũ, chúng tôi phải đi cả ngày, từ 10 đến 12 tiếng trong làn nước. Giống Pantanero được cho là có nguồn gốc từ những con ngựa được mang đến Nam Mỹ bởi những người thực dân và di cư từ Tây Ban Nha trong thế kỷ 16 và 17. Trong nhiều thế kỷ, chúng đã thích nghi với điều kiện khắc nghiệt của Pantanal. Đây là con ngựa yêu thích của tôi. Bởi vì khi còn bé, nó có đôi môi nho nhỏ màu đỏ. Vì thế nên nó được lấy tên là son môi. Ở đây, mỗi chàng cao bồi đều có một con ngựa đáng tin cậy, và đây là con ngựa của tôi. Đã đến giờ làm việc rồi. Cưỡi ngựa ở Pantanal có lợi thế lớn hơn là lái một chiếc xe hơi. Ở đây chúng tôi có hai ví dụ điển hình về những thách thức khi lái xe ở Pantanal. Chúng ta thấy có cát, thứ có thể dễ dàng khiến chúng ta bị mắc kẹt. Và sau đó chúng ta có nước. Tại đây tôi có thể thấy con đường đến và con đường ra thì lại ở bên kia, nhưng chúng tôi không tài nào biết được rằng nước ở đây có đủ nông hay không. Vào thời gian cao điểm của mùa mưa, có khoảng 1,4 mét nước dâng cao, bao phủ 110.000 km vuông của Pantanal. Vì vậy, không có thông tin nào để khẳng định được là bây giờ nó sâu như thế nào. Cách duy nhất để biết là phải kiểm tra thôi. Và phán quyết cuối cùng là gì? Nó quá sâu. Thế nên chúng ta không thể băng qua được rồi. Nếu như chúng ta không thể đi xuyên qua nó, thì đành phải đi đường vòng thôi. Nhưng điều này cũng đáng mà. Sau một vài giờ và một vài lần đi lạc nữa, Christian cuối cùng đã đến được Rio Negro. Mặc dù dòng sông có vẻ sẫm màu, nhưng nước thì thực sự khá trong. Màu đen là do một lượng lớn chất hữu cơ đọng bên dưới lòng sông mà có thể biến thành một tấm gương tự nhiên khổng lồ khi mặt trời chiếu vào nó. Có một số cư dân lội cuốn nhất và đồng thời là những tuyển thủ bơi lội vô cùng bóng bẩy. Đó là một giái cá mẹ và đàn con của nó. Đây là giái cá chung, Nam Mỹ, chúng rất dễ thích nghi và có thể sống ở nhiều loại môi trường khác nhau. Bàn chân của chúng có lớp màng và lớp lông rất dày để giữ cho chúng ấm áp và khô ráo trong nước. Các bong bóng trên mặt nước chính là từ không khí bị mắc kẹt trong bộ lông của chúng, bị thoát ra bởi áp lực của nước. Chúng là loài động vật đơn thân. Con đực rời bỏ con cái sau khi chúng ra phối, và con cái sẽ một mình nuôi các con khôn lớn. Con giái cá này được sinh ra vào năm ngoái và cũng sắp đến thời điểm mà nó phải rời khỏi mẹ của mình. Vì mực nước giảm, khiến cho lối vào chỗ ẩn nấp của chúng trở nên rất cao ở phía trên bờ. Và khi nước lũ lại kéo đến, nó sẽ di chuyển đến một nơi trú ẩn mới mà ở nơi đó có mái che.
Nhưng mà lúc này, nó sẽ đánh dấu khu vực bằng mùi hương của mình để cảnh báo những con sái cá khác tránh xa. Phần cuối đuôi của nó trước đây đã bị một con cá răng đào tấn công. Nhưng việc đó cũng không gây ảnh hưởng gì cho việc săn mồi. Sái cá mẹ lặn xuống đáy và cảm nhận rõ ràng những con cá trê đang nằm trốn một nửa trong bùn. Cá trê là món khoái khẩu của sái cá. Từng miếng vụn đều được nuốt chừng, ngoại trừ cái đầu đầy xương. Thứ có thể trở thành một bữa ăn nhẹ cho những con cá răng đao, một loài cá nổi tiếng với sự phàm ăn tục uống. Sự thật nó đúng là cá răng đào, những kẻ cuồng ăn thịt và rất hung tợn. Hai loài sinh vật chính đang bơi lội trong các dòng sông ở Pantanal sẽ vui vẻ giải quyết đống thịt thừa. Thông thường chúng chuyên ăn vảy và vây của cá sống. Khi sái cá lấp đầy dạ dày của chúng và để lại một ít thức ăn thừa, thì cá hổ răng đao sẽ xử lý phần còn lại. Mùa khô là thời điểm tốt cho đàn cá hổ răng đao. Mật độ tập trung của các loài cá trong vùng nước nông khiến cho nguồn thức ăn đa dạng và phong phú hơn. Khi đến thời điểm của mùa lũ ở Rio Negro, cá hổ răng đao và những con cá khác sẽ rời khỏi lòng sông và bơi ra khỏi vùng lũ để đến nơi mà chúng sẽ sinh sản. Thảo nguyên và rừng rậm trở thành một vườn ươm cá khổng lồ. Sâu về phía nam của Pantanal, những chú khỉ hú lên để báo hiệu bình minh của một ngày mới. Bây giờ đã là tháng 9, và cũng là thời điểm gần cuối của mùa khô. Nhưng đâu đó vẫn còn có những bông hoa, trái cây và các loại hạt còn lại để nuôi động vật, chỉ là kém đa dạng hơn so với mùa mưa. Alexine Kodolian là một nhà nghiên cứu, người đã làm việc ở đây trong hơn một thập kỷ. Tôi gọi đây là trái tim của miền Nam Pantanal. Nơi đây là một khu vực thú vị bởi vì nó bao hàm tất cả các loại môi trường sống dưới nước khác nhau. Chúng ta có Rio Negro nổi tiếng ở đây, một nơi vô cùng nguyên sơ. Và ở đây, chúng ta có Bahia, nơi có tất cả các loài thực vật thủy sinh, đóng vai trò rất quan trọng đối với rất nhiều giống loài. Sau đó, chúng ta còn có những đảo nhỏ, gọi là Cordillera, viền quanh tất cả các hồ. Pantanal có khu vực tập trung hồ nhiệt đới lớn nhất và đa dạng nhất trên thế giới. Ở đây có khoảng 10.000 hồ, có diện tích khoảng 23.000 km2. Chúng biến đổi khác nhau về độ mặn, độ pH và màu sắc. Salinas là những hồ muối, là một phần được khảm nên bởi bức tranh cảnh quan độc đáo này. Những môi trường sống dưới nước này kết hợp lại đã khiến cho nơi đây trở thành hệ sinh thái lý tưởng cho những nghiên cứu về giống loài của Alexine. Đây là giống hao cằm trắng. Mặc dù trông giống những chú hao thông thường, nhưng không phải như vậy. Có hai loài hao sống ở Pantanal, loài hao cằm trắng và loài hao có vòng cổ trắng. Những đàn heo cằm trắng đứng trải dài trên những khu vực rộng lớn, và chúng không có đặc tính chiếm cứ lãnh thổ, trong khi loài heo có vòng cổ trắng thì có phạm vi sinh sống nhỏ hơn, và thường bảo vệ lãnh thổ của mình. Những con heo cằm trắng thường đi lang thang trên Pantanal theo từng bầy lớn. Các quần thể heo cằm trắng có sức sống và phát triển rất khỏe mạnh.
bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy chúng ở bất cứ đâu, tất cả khu rừng vẫn còn nguyên sơ và không bị tổn hại. Các nguồn nước cực kỳ trong lành với tất cả các loài thực vật thủy sinh đang sinh sôi trong nó. Và tất cả điều này làm cho bầy heo ở đây vô cùng hạnh phúc, cũng như tất cả các loài động vật hoang dã khác ở nơi đây. Vì vậy, đây là một trong những ví dụ hoàn hảo và lý tưởng nhất cho một thứ gì đó mà chúng ta muốn nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Christian cũng biết rất rõ khu vực nghiên cứu của Alexin. Anh ấy đã đến đây rất nhiều lần trước đây. Vì thế, chúng ta đang đến đó, một nơi gọi là Negolandia. Đó là một trong những địa điểm yêu thích nhất của tôi. Chúng ta thăm các khu vực khác nhau như thảo nguyên lớn, sông và tất cả những cái hồ này. Và đây là nơi tốt nhất để tìm kiếm các loài heo hoang dã. Những con heo liên tục di chuyển, thế nên việc tìm thấy chúng là không hề dễ dàng. Chúng rất nhanh nhẹn, lại thích di chuyển nhiều. Chúng thường di chuyển xuyên qua tất cả các khu vực, vì thế ta sẽ không tài nào biết được một nơi cụ thể để tìm được chúng. Đó luôn luôn là một thách thức cho chúng tôi trong việc quay phim động vật hoang dã. Thỉnh thoảng còn xảy ra những việc không mong muốn. Có một con hươu ở ngay phía trước. Nó là một con hươu non. Chúng thường có hai màu. Đây là một con hươu nhỏ màu xám. Hãy nhìn cách mà nó động đậy đôi tai của mình. Nó là một con hươu cái. Đôi tai siêu nhạy cảm của nó sẽ cảnh báo về những kẻ săn mồi. Những con hươu non thường rất e dè. Vì vậy, việc tình cờ phát hiện ra nó trong bụi rậm là một vận may hiếm có. Nó có vẻ rất dè dặt. Nó biết được rằng hẳn là có một điều gì đó, vì thế nó di chuyển rất chậm. Nó đã bỏ đi mất rồi, nhưng bầy heo thì vẫn ở ngay kia. Đó mới là mục tiêu chính của chúng ta. Đó là một nhóm lớn, nhưng mà chúng ta không thể tiếp cận để quay phim được. Tôi không thể di chuyển, ngược lại thì chúng sẽ chạy mất. Chúng ta chỉ cần chờ xem chúng sẽ đi đâu và cố gắng đi trước chúng một bước. Chúng đã nhận thức được sự có mặt của chúng ta. Để vượt lên trên đàn heo, Christian đánh liều đi một đường tắt. Trong hoang dã, mọi thứ đều xảy ra rất nhanh. Vì thế chúng ta phải sẵn sàng, chúng ta cần phải chuẩn bị mọi lúc vì thiên nhiên sẽ không bao giờ chờ đợi. Mực nước ở đầm phá và ao hồ đều thấp. Các rìa cát được lộ ra. Lượng nước bốc hơi nhiều hơn lượng nước tích tụ vào van ta nào trong giai đoạn mùa khô. Lưu vực đất ngập nước khổng lồ này đóng vai trò như một cửa sổ bay hơi lớn, làm cho việc lái xe dễ dàng hơn một chút. Ở đây có một cái vịnh. Ồ, có bầy heo này, chúng tôi đã tìm thấy chúng. Tôi nghĩ rằng việc này thật tốt, đây là một cơ hội tuyệt vời. Vì vậy, tôi sẽ đi chậm lại và liệu xem tôi có thể tiếp cận chúng được không. Có khoảng 30 con trong đàn này. Lăn lộn trong bùn giúp chúng thoát khỏi ký sinh trùng và làm mát nhiệt độ thân thể. Mực nước nông là thực sự hoàn hảo cho chúng. Mặc dù chúng thích ăn hoa quả hơn, nhưng chúng cũng khá thích ăn các loài cây thủy sinh. Bởi vì biết rằng ở nơi đây chúng sẽ không bị săn bắt, nên bầy heo tỏ ra không sợ hãi con người. Vì vậy, chúng tiếp tục thảnh thơi thưởng thức và dầm mình trong bùn. Tôi thực sự rất vui khi có được đoạn phim này, và chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên để biết thêm nhiều điều mới, và cũng để sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu tiếp theo. Vì vậy, nhiệm vụ không bao giờ dừng cả.
Một tháng sau, những cơn mưa sẽ có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Chúng sẽ gây ra tình trạng lũ lụt ở nơi đây, và phía Bắc sẽ là nơi bắt đầu. Vào cuối mùa mưa, vạch nước cao màu trắng trên cây cho thấy mực nước đã chảy qua đây vào lúc cao điểm của mùa mưa. Đây là sông Cuiaba, một trong những nguồn nước chính chảy vào Pantanal. Đối với hướng dẫn viên chuyên nghiệp Ayrton Laza, đây là thời điểm tốt nhất trong năm để quan sát động vật hoang dã, đặc biệt là một loài khó nắm bắt là những con mèo to lớn ở châu Mỹ. Chúng ta đang ở trong khu vực của Park Tozop, nằm ngay cuối con đường tràn Sepataneja, và cũng là nơi tốt nhất thế giới để quan sát những con báo đốm. Cung đường tràn Sepataneja được xây dựng vào năm 1970. Theo kế hoạch là kéo dài theo toàn bộ chiều dài của Pantanal. Nhưng mà nguồn vốn đã cạn kiệt và con đường giờ đã ngừng thi công tại một ngôi làng nhỏ bên bờ sông Cuiaba. Đó là dòng sông chính mang lại tất cả các loại trầm tích và nguồn chất dinh dưỡng cho Pantanal. Vì vậy, bất cứ khi nào mà Pantanal bị ngập lụt thì nước ngập tràn khắp nơi và các chất dinh dưỡng cũng bằng cách đó để lan rộng. Vào thời điểm này trong năm, càng ngày càng có ít ao và kênh, nên các loài động vật bắt buộc phải học cách chia sẻ với nhau. Ngay cả những con thú săn mồi và con mồi, như những con cá sấu caiman và chuột lang nước, cũng phải chia sẻ với nhau. Pantanal có những vùng đất đạt đến nhiệt độ nóng nhất ở Brazil. Vì vậy, cả hai loài đều cần hòa mình vào nước để làm mát. Những con cá sấu caiman mở to miệng để làm mát, thông qua sự bốc hơi, vì chúng không ra mồ hôi. Cá sấu caiman chủ yếu săn mồi trong nước, vì vậy, việc đứng gần chúng ở trên bờ thế này là một việc không quá nguy hiểm đối với loài gặm nhấm lớn nhất thế giới, là chuột lang nước. Nước cạn cũng làm cho việc săn bắt cá dễ dàng hơn đối với cá sấu caiman, cho nên thật ra thì chúng cũng không đói bụng cho lắm. Tuy nhiên, dù gì thì đó cũng là một khoảng thời gian khá khẩn trương. Những vùng đất ngập nước này có mật độ cá sấu caiman cao nhất trên thế giới. Và vào thời điểm này trong năm, bộ não chỉ nhỏ bằng một quả óc chó của chúng chỉ nghĩ đến một điều duy nhất. Đó là giao phối. Chúng không phải là loài cá sấu lớn nhất, nhưng đuôi của chúng vẫn có thể trở thành một cú đánh với lực đáng kể. Không phải tất cả các loài đều có thể dễ dàng tìm thấy như cá sấu caiman. Đó là lý do tại sao mà Chris Dian cần đến sự trợ giúp của Ayrton để có thể theo dõi báo đốm. Trong khi tìm kiếm báo đốm, chúng ta phải lắng nghe động tĩnh của những con chim và tình hình của những con cá sấu caiman, cũng như loài chuột lang nước. Nếu như chúng có biểu hiện sợ hãi, thì có nghĩa là có thể có một con báo đốm nào đó đang ở gần đây. Vì vậy, khi bạn nghe thấy tiếng chim cảnh báo, thì chắc chắn sẽ có một con báo đốm xuất hiện. Khi đó, hãy lái thuyền chậm lại và tắt động cơ, và tiếp tục tập trung và nhìn xung quanh. Báo đốm là loài mèo lớn nhất ở châu Mỹ, và lớn thứ ba trên thế giới. Người ta biết rất ít về chúng ở vùng đất Pantanal. Chúng hoạt động chủ yếu vào buổi sáng và buổi tối. Vì chúng được ngụy trang tốt và hầu hết là đi đơn độc, nên rất khó để có thể tìm được chúng. Ta về phía con sông Cuiaba, vẫn còn nhiều nước đọng lại trong các ao nông, dàn trải, rải rác và xuyên suốt thảo nguyên.
Những cái ao là tất cả những gì còn sót lại của mùa nước lũ. Nó giống như một siêu thị cho những loài chim yêu thích cá, như những con cầu gỗ, cao đến cả mét này. Giống như một sân bay vô cùng bận rộn, những con cò hạ cánh một lúc. Và ở đó, luôn luôn có chỗ để nhồi nhét thêm một con nữa. Khi các con chim đã dọn sạch một ao, chúng sẽ chỉ chuyển sang cái ao tiếp theo. Bằng cách nào đó mà chúng biết nơi nào là chỗ tốt. Hầu hết nước đã bốc hơi lên từ chỗ này. Nhưng vẫn có thể tìm được rất nhiều con cá nhỏ ở đây. Cò gỗ sống hòa đồng và đoàn kết như một tập thể mỗi khi chúng đi bắt cá với nhau. Miễn là tập thể này không vượt quá giới hạn lãnh thổ. Tranh chấp này sẽ sớm kết thúc. Những con cò đến đây vì một mục tiêu duy nhất, vì thế chúng hiểu rằng mình không nên phí phạm thời gian. Kỹ thuật săn cá của chúng rất đơn giản, mở rộng cái mỏ của mình trong nước, sau đó chờ đợi một con cá lang thang gần đấy chạm vào. Cứ như đôi chân hồng của nó nhẹ nhàng ngọ ngoại để thu hút và lôi kéo những con cá đói đến gần hơn. Khi nó cảm nhận được một con cá, thì nó sẽ khép mỏ lại và tóm gọn con mồi chỉ trong 25 ms. Tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh chóng ấy cũng có thể bắt gặp ở một số động vật có xương sống khác. Biểu tượng của Pantanal, loài cò da bizu, lại sở hữu một kỹ thuật săn mồi khác hẳn. Nó là chuyên gia tìm kiếm những sinh vật nhỏ bị chôn vùi trong bùn. Cò gỗ có đôi chân dài màu đen và một phương pháp độc đáo khác thường để giữ cho thân nhiệt mát mẻ. Chúng bài tiết lên trên chính mình và các mạch máu ở trên được làm mát bằng những hơi ẩm bốc ra. Những chú chim này không đổ mồ hôi, nên khi nhiệt độ chạm mốc 40 độ C, bộ tất trắng muốt này sẽ vô cùng hữu dụng. Trong một vài tuần tới, chúng sẽ di cư đến phía nam của Argentina và chờ đợi đến mùa ẩm ướt. Hy vọng sẽ đánh bại những cơn mưa đầu mùa. Christian và người cố vấn của mình, nhà làm phim Hazando Palo Jr., quyết định lên dây cót cho một chuyến thám hiểm ghé thăm một trong số vùng đất mới ở Pantanal mà vẫn quanh năm giữ được độ ẩm ướt. Họ sẽ mất một ngày để đến được nơi đó bằng thuyền. Và chúng ta sẽ cần thêm một chiếc thuyền nữa cho tất cả những vật dụng cần thiết này. Tôi đã đến thăm Pantanal trong khoảng 40 năm nay. Và mỗi khi tôi trở lại đây, nó lại trở nên tốt hơn. Điểm đến của họ là Sierra do Amole, một nơi không giống bất cứ nơi nào khác ở Pantanal. Từ kết
kết hợp của vùng đất ngập nước, rừng rậm và núi làm cho các thảm thực vật ở đây trở thành một trong những nơi đa dạng nhất ở Pantanal. Sự đa dạng đó được thể hiện qua sự phong phú đến ngoạn mục và sự đa dạng tự nhiên của các loài động vật hoang dã. Nó là một thiên đường cho các loài động vật thủy sinh. Với chiều dài gần 2 mét và với sự độc đáo của mình và những cái yếm rất bảnh bao, những con rái cá khổng lồ vô cùng nổi bật và không thể bỏ lỡ. Chúng sống thành những bầy đàn rất ồn ào và huyên náo. Chúng có đặc tính bảo vệ lãnh thổ và thường chỉ chơi trong nhóm gồm các thành viên gia đình nhỏ của mình. Rái cá khổng lồ là một loài có nguy cơ tuyệt chủng, nhưng chúng không phải là những loài duy nhất tìm được nơi ẩn náu ở đây. Amula cũng là một loài chim vô cùng nổi tiếng, một đàn chim ồn ào và sống hòa đồng. Chúng đã chọn được những cây cọ để xây dựng lãnh địa cho mình. Một số vùng lãnh địa có đến 250 chiếc tổ. Không phải tất cả những cái tổ giống như chiếc túi này đều có chủ, một số được sử dụng để đánh lạc hướng các loài động vật ăn thịt. Tỷ ti ti phù trắng là một trong bốn loài linh trưởng sống ở nơi đây. Chúng có bộ lông dài mềm, nhợt nhạt và cái đuôi rất dài. Chúng cũng sống trong các nhóm gia đình nhỏ và rất phân biệt lãnh thổ. Khi chúng muốn làm nản lòng một con khỉ ti ti khác hoặc một kẻ xâm nhập, thì chúng sẽ rất lớn tiếng mắng mỏ. Các cặp khỉ ti ti đực và cái chung sống theo chế độ một đực một cái. Điều này là khá bất thường đối với các loài linh trưởng, và chúng sẽ là cặp giao phối suốt đời với nhau. Động vật hoang dã của Cerrado Amula phát triển mạnh mẽ bởi vì nơi đây rất cô lập. Từ Cerrado Amula, Cristian và Hazando đi dọc theo sông Cuiaba đến nơi giao nhau với dòng sông Paraguay. Không giống như nhiều con sông lớn trên thế giới, sông Paraguay chưa bị đắp đập để khai thác thủy điện, do đó có thể đi thuyền suốt chiều dài 435 km của nó. Nhưng có 5 quốc gia đã phối hợp để lên kế hoạch biến đổi sông Paraguay trở thành đường thủy vận chuyển công nghiệp. Các nhà khoa học dự đoán rằng điều đó sẽ khiến các vùng đất ngập nước bị thu hẹp lại và mất đi sự đa dạng sinh học. Dự án khổng lồ này đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích và hiện nay thì tương lai của nó không rõ ràng. Ở Nam Mỹ chỉ có sông Amazon có khoảng cách di chuyển dài hơn. Các bờ sông khô ráo và những cái hồ bị phơi khô mà chúng ta có thể thấy ở những nơi khác tại Pantanal đã được thay thế bằng những khu rừng tươi tốt dọc theo đôi bờ của dòng sông. Tại Amula, sông Paraguay hợp nhất với vùng đất ngập nước, tạo nên cảnh quan rộng lớn của hồ và kinh. Đối với nhiều người, đây là một nơi thần bí. Việc đến với Pantanal cách đây từ rất lâu, khi tôi mới 27 tuổi, là một quyết định rất quan trọng mà đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi, làm thay đổi cách mà tôi nhìn nhận cuộc sống. Tôi nghĩ rằng Pantanal là một trong những nơi đẹp nhất. Vào năm 2000, Pantanal được xác định là khu dự trữ sinh quyển thế giới với hàng triệu hecta mà nó chứa đựng và hệ sinh thái động thực vật đa dạng dị thường, khiến nơi đây trở thành một trong những kỳ quan thiên nhiên vĩ đại của thế giới. Ở phía Bắc, mùa khô đang đến gần. Trên những cao nguyên xung quanh, những cơn mưa đang bắt đầu. Ở
Cuối cùng, hai bờ của các con sông Cuiaba, Paraguay và các con sông khác ở Pantanal sẽ bắt đầu tràn nước. Một dòng nước khổng lồ sẽ dần dần chảy về phía nam, cho đến khi làm cho bát súp này đầy ắp. Và thế giới trần gian trên cạn sẽ lại trở thành thế giới của các loài động vật thủy sinh một lần nữa.